Xin kính chào tất cả các quý vị. Xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Nước Mỹ chia rẽ sâu sắc hậu bầu cử. Cựu tổng thống Barack Obama nói trong cuộc phỏng vấn với CBS Sunday Morning hôm 15 tháng 11 vừa qua, tức hôm qua đấy, rằng kết quả bầu cử trong đó mỗi ứng viên tổng thống nhận được hơn 70 triệu phiếu cho thấy nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc. Giải thích về tình trạng phân cực của nước Mỹ được thể hiện qua kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm nay khi được hỏi liệu điều này có làm ông lo lắng không. Ông Obama đáp: Có. Thật khó để nền dân chủ của chúng ta vận hành nếu chúng ta hoạt động dựa trên những sự thật sự thật trong ngoặc kép hoàn toàn khác nhau. Ông Obama là tổng thống da màu đầu tiên mỹ phản đối quan điểm chính trị phân biệt chủng tộc của tổng thống donald trump ông trump đến nay vẫn từ chối chuyển giao quyền lực liên tục tố cáo mà không có bằng chứng rằng cuộc bầu cử này bị gian lận và tiếp tục thúc đẩy những thách thức Pháp lý vô căn cứ về kết quả bầu cử. Quá trình chuyển giao chính thức giữa chính quyền Trump và chính quyền Biden Harris sắp tới có khả năng bị trì hoãn cho đến khi kết quả bầu cử được giám đốc cơ quan dịch vụ công một người do ông Trump bổ nhiệm ký xác nhận đấy là tình hình ở Mỹ. Một người dân Mỹ đứng số 1 và về Mỹ đấy là ông Barack Obama nói như vậy. Còn ở Việt Nam, đại sứ Trần Đức Mậu, cựu đại sứ Việt Nam tại Đức và hiện nguyên là nguyên là vụ trưởng vụ chính sách đối ngoại Bộ ngoại giao của Việt Nam. Này. đã nói bi kịch cá nhân của ông Trump qua cuộc bầu cử Mỹ là đã có mẫn cảm chính trị để giành về được quyền lực nhưng lại không biết cách duy trì quyền lực. Công việc kiểm phiếu bầu ở các bang của nước Mỹ chưa kết thúc nhưng kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở nước mỹ đã được xác định với thắng cử thuộc về ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ cựu phó tổng thống joe biden tổng thống đương nhiệm donald trump thuộc phe đảng cộng hòa hiện chưa chịu công nhận thất cử và chắc sẽ không công nhận thất cử. Ông Trump vẫn quả quyết rằng mình đã đắc cử và cáo buộc phe đảng Dân Chủ gian lận bầu cử. Ông Trump cũng còn đã phát động cuộc chiến pháp lý sau bầu cử để vớt vát cơ may không bị mất quyền lực. Hiệp đấu phụ đã bắt đầu ngay sau khi hồi kết của trận đấu chính ngã ngũ. Nếu chỉ nhờ vào việc kiểm lại phiếu bầu ở các bang ông Biden đã thắng với tỷ lệ tranh lệch sát sao, thì ông Trump không thể thay đổi được số phận quyền lực của mình. Cho nên, chiến lược và sách lược của ông Trump bây giờ xem ra là gây hỗn loạn để nghị viện các bang không thể định danh được các đại cử tri trước ngày 8 tháng 12 tới, khiến cho hội nghị đại cử tri tổ chức vào ngày 14 tháng 12 tới không thể bầu ra Tổng thống, tạo cơ hội cho Chủ tịch Thượng viện hiện là Phó Tổng thống Michael Pence giao cho hạ viện bầu tổng thống ông trump có thành công với mưu tính này hay không là chuyện hạ hồi sẽ được phân giải ở mỹ điều hiện tại có thể chắc chắn được là ông trump đã thất bại và ông biden đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống này với thắng cử ở bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, ông Biden đã có được 306 đại cử tri. Trong khi chỉ cần 270 đại cử tri là đã đủ để thắng cử. Tại các bang Arizona 11 đại cử tri, Georgia 16 đại cử tri và Nevada sáu đại cử tri càng kiểm phiếu thì ông Biden càng chắc chắn thắng ông Biden thắng cử nhờ đã chinh phục lại được những bang tạo nên cái gọi là bức tường xanh tức là có truyền thống bầu cho đảng dân chủ nhưng đã về tay ông Trump trong cuộc đấu giữa ông Trump và bà Hillary Clinton cách đây 4 năm. Hơn thế nữa, ông Biden còn đã giành được cả một số bang có truyền thống bầu cho Đảng Cộng Hòa. Trong lịch sử nước Mỹ đến nay, ông Biden là phó tổng thống thứ 15, đắc cử tổng thống. Và ông Trump là tổng thống đương nhiệm thứ 10 không có được nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai liên tiếp thắng cử của ông biden còn làm nên lịch sử nước mỹ ở chỗ giúp nữ thượng nghị sĩ bang california và kamala harris trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên của nước mỹ và lại còn là người phụ nữ da màu và gốc xuất thân nước ngoài. Cuộc bầu cử Tổng thống năm nay ở nước Mỹ với kết quả bầu cử như thế trở thành sự kiện lịch sử đối với nước Mỹ. Từ trước đến nay ở nước Mỹ chưa có ứng cử viên Tổng thống nào giành về được nhiều phiếu bầu phổ thông như ông Biden. Ông Trump được nhiều cử tri bầu phổ thông hơn so do với năm 2016. Cũng về phiếu bầu phổ thông, ông Biden vượt mức độ hơn hẳn mà bà Clinton đã đạt được cách đây 4 năm so với ông Trump. Điều này vô cùng có lợi cho ông Biden ở những bang thuộc diện được coi là bang chiến địa nhưng lại có thể quyết định kết cục cuối cùng của cuộc bầu cử như michigan wisconsin hay pennsylvania tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao là một trong những nhân tố giúp ông biden thắng cử một tác nhân khác là bầu cử sớm và bầu cử bằng cách gửi phiếu bầu qua bưu điện trong khi ông Trump khích lệ cử tri đi bầu cử trực tiếp trong ngày bầu cử. Thì ông Biden viện dẫn lý do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra để khuyên cử tri đi bỏ phiếu sớm hoặc bầu cử bằng cách gửi phiếu bầu qua bưu điện. Ước tính có đến 2 phần 3 số cử tri ở Mỹ năm nay, tức khoảng 100 triệu người, đã bầu cử theo cách này. Thực tiễn bầu cử ở Mỹ đến nay cho thấy, số cử tri bầu cử theo cách này càng đông thì càng có lợi cho phe đảng Dân Chủ. Năm nay, ở các bang như Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona đều đúng như thế thật. Việc ông Trump có thêm được gần 4 triệu cử tri so với cách đây 4 năm cho thấy cử tri ở Mỹ không nhìn nhận cuộc bầu cử tổng thống này như cuộc trưng cầu dân ý về thành quả trong nhiệm kỳ cầm quyền của ông Trump. còn ông biden thắng cử vì đa số cử tri không muốn ông trump tiếp tục cầm quyền nữa muốn nước mỹ lại bình thường chứ không tiếp tục thí nghiệm chính trị muốn ông biden và bà harris giải thoát nước mỹ ra khỏi dịch bệnh chứ không muốn để cho ông trump tiếp tục phó mặc nước mỹ và dân mỹ cho dịch bệnh từ đó có thể thấy ông Trump bị thất cử chủ yếu bởi những việc làm của chính mình và bởi không làm những việc lẽ ra phải làm, trong đó có việc ứng phó dịch bệnh. Sai lầm mang tính số phận của ông Trump là lặp lại triết lý và cách thức vận động tranh cử như trong cuộc đấu với bà Clinton mà không lưu ý thỏa đáng đến việc cách thức cầm quyền và chính sách cầm quyền của mình đã làm nước mỹ thay đổi rất cơ bản cũng như ông biden đã rút ra được những bài học từ thất bại của bà clinton bốn năm trước đây ông trump được nhìn nhận là sự hiện thân cho sự thay đổi còn bây giờ sự nhìn nhận ấy được đa số cử tri ở mỹ dành cho ông biden bi kịch cá nhân của ông trump là đã có mẫn cảm chính trị để giành về được quyền lực nhưng lại không biết cách duy trì quyền lực. Đấy là ý kiến của ông Lê Duy Mậu. Tôi chỉ nhắc lại là sau khi đọc được hai bản tin, một bản tin là về ông Obama và bản tin của ông Lê Duy Mậu. Tôi thực sự thấy rất lắng lo lắng cho cái cuộc bầu cử này ở Mỹ và xin chia sẻ hôm nay với cái tất cả các quý vị, các thầy các bạn về nỗi lo lắng này của tất cả thế giới đang nhìn về nước Mỹ. Xin chào, tạm biệt các quý vị, các thầy và các bạn. Xin hẹn đến buổi video sau ạ. Xin cảm ơn.